tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov Tác giả Dostoevsky Người đọc Trần Châu Phần 2 Ông muốn tôi phủ phục trước ông sao Ông thầy thu kia Cha phè ra -bong thốt lên Đứng dậy đi Thầy tu đứng dậy Hỡi người ban phước và nhận phước Ngồi xuống đây Thầy từ đâu đến Điều làm cho ông thầy tu tội nghiệp kia ngạc nhiên nhất là cha Ferrapong Mặc dù hiển nhiên là ăn uống cực kỳ kham khổ và tuổi đã rất cao, nhưng nôm vẫn quắc thước, thân hình cao lớn, không còng chút nào. Mặt tươi tỉnh, tuy gầy nhưng khỏe mạnh. Chắc chắn là vẫn sung sức lắm, dốc gian như lực sĩ. Mặc dù tuổi cao như thế, râu tóc chưa bạc hẳn, dày rậm vẫn còn đen, mặt màu xám to ngời sáng. Nhưng lồi hẳn ra thậm chí khi người ta ngạc nhiên. Khi nói thì nhấn mạnh âm ô cha mặc chiếc áo ạc nhắc bằng giả thô của tù loại giả này trước kia có tên gọi như thế một loại sợi thừng to thai dây lưng cổ và ngực lỗ trần ra dưới tấm áo ạc nhắc là chiếc sơ mi bằng giải thô cực dày gần như đen nhém hàng tháng không thai nghe nói cha mang trên mình dưới tấm áo ạc nhắc những vật nặng tới 30 phun chân không bích tức đi đôi giày cũ nát bươm tôi ở một nhà tu nhỏ thánh sinves tỉnh ở Doctor đây, thầy tu mới tới nói bằng giọng khiêm nhường, cặp mắt tò mò nhưng hơi sợ hãi liếc nhanh nhìn nhà ẩn tu. Tôi đã đến nhà tu Silves của ông, tôi đã từng ở đấy. Silves có khỏe mạnh không? Thầy tu ngập ngừng. Các người ngơ ngẩn quá. Các người ăn kham như thế nào? Cứ theo lệ có quy định cho người khổ tu. Trong tuần trai thứ hai, thứ tư và thứ sáu nhìn ăn hẳn. Thứ ba, thứ năm thì các giao đồ dùng bánh mì trắng nước quả với mật ong, quảng nháy mốc hay bắp cải muối trộn bột yến mạch. Thứ bảy thì canh bắp cải, miếng đậu hột, cháo bột nấu bằng nước quả, món nào cũng trộn vào cây. Chú Nhật thêm vào canh bắp cải còn cá khô và cháo, tuần lễ thánh từ thứ hai đến chiều thứ bảy. Sáu ngày chỉ có bánh mì với muối, và rau thì ăn sống. Lượng thức ăn cũng hạn chế thôi, không phải ngày nào cũng được ăn, mà đúng theo lệ luật về tuần đầu tiên ngày thứ sáu trước lễ phục sinh cũng không ăn gì ngày thứ bảy cũng nhịn cho đến ba giờ sau đó ăn ít bánh mì với nước và mỗi người uống một ly rượu nho ngày thứ năm trước lễ phục sinh thì chúng tôi ăn món ăn nấu chín không có bơ uống rượu nho và dùng món ăn khô bởi vì giáo nghị hội ở Laodicea cũng đã nói rõ như sau về ngày thứ năm trước lễ phục sinh không được bỏ nhịn ăn ngày thứ năm tuần cuối cùng mà làm hỏng cả tuần ăn chay ở chỗ chúng tôi, tình hình là như thế. Nhưng con thấm thía gì so với cha, thưa đức cha vĩ đại, đã mạnh dạn lên. Thầy tu nói thêm. Bởi vì suốt cả năm, ngay cả ngày lễ phục sinh, cha chỉ dùng bánh mì với nước lá, mà bánh mì chúng tôi ăn trong hai ngày, thì cha dùng đủ cả tuần. Sự ăn kham ghi gớm như thế của cha thật là kỳ diệu. Thế còn nắm màu trắng? Cha Phê-la-pông dội hỏi một cách đột ngột. Nắm màu trắng ư? Thầy tu ngạc nhiên hỏi lại. Chính thế, tôi có thể bỏ hẳn bánh mì của họ hoàn toàn không cần đến nó khi ấy tôi sẽ vào rừng sống bằng nấm màu trắng hay trái cây còn bọn họ ở đây không thể bỏ bánh mì được vì vậy họ bị ràng buộc như quỷ hiện giờ vẫn có những kẻ tà đạo nói rằng chẳng cần gì phải ăn chay kham khổ như thế lời bàn của họ thật kiêu dũng và nhơ nhơ ôi đúng thế à thầy tu thở dài thế ông đã thấy quỷ ở nhà bọn họ chưa chào phê ai bông hỏi ở nhà ai kia Nằm ngoài, tôi đến nhà cha diễn trưởng vào dịp lễ thánh linh. Từ đấy tôi không đến đấy nữa. Tôi thấy, ở một người thì quỷ ngồi trên ngực, nắp dưới tấm áo thụng, chỉ thò sừng ra. Ở một người khác thì con quỷ trừ tông tôi nhìn ra, mặt lao liền, nó sợ tôi. Một người khác thì quỷ nao ngay trong bụng chỗ ô quê nhất. Còn một người nữa thì quỷ băm lúng liếng ở cổ anh ta, không nhìn thấy nó. Cha trên nhìn thấy ư, thầy tu hỏi. Tôi nói là tôi nhìn thấy, nhìn thấu suốt. Lục rời khỏi nhà cha viện trưởng, tôi thay một con quỷ nắp sau cửa trong tôi. Mà nó to ghê gớm, cao khoảng một ác xin rưỡi hay hơn nữa. Cái đuôi cái xù, màu nâu, dài, đầu đuôi lọt vào khe cửa. Tôi đâu có ngu đần gì, tôi sập cửa kẹp lấy đuôi nó. Nó rú rít lồng lộn, tôi làm dâu thanh ếm nó, làm dâu ba lần. Thế là nó chết ngõm như con nhện bị dầm bẹp. Bây giờ hẳn là nó rửa nát ra trong góc nhà, thối ịnh lên. Vậy mà họ không nhìn thấy, không ngửi thấy. Một năm nay tôi không đến đấy. Vì ông là người xưa lạ đến, tôi mới tiết lộ cho biết đấy. Lời cha nói đến ghê rỡn. Nhưng thưa cha cao cá, thầy tôi mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Thiên hạ đồn dậy lên, thậm chí cả ở những vùng xa xôi rằng cha luôn luôn giao tiếp với Thánh Linh, phải không à? Đôi khi Thánh Linh xuống đây. Xuống đây là thế nào à? Dưới hình dạng nào? một con chim chứ dạng con chim bồ câu ư để là ông nói thanh linh còn đây là đức thánh thần đức thánh thần thì khác ngài có thể biến thành thứ chim khác khi thì là chim én khi thì là chim hoàng anh khi thì là chim sơn tước làm thế nào cho nhận ra đức thánh thần ở con chim sơn tước ngài nói nói bằng thứ tiếng gì tiếng người thế ngài nói gì với cha hôm nay ngài bảo cho biết sẽ có một thằng ngu đến hỏi những điều nhăn nhất này thầy à, thầy muốn biết nhiều qua đây. Lời cha nói thật khủng khiếp thưa đức cha, cực ân phúc và thánh thiện. Thầy tu lắc đầu nói, trong đôi mắt quán hốt của ông ta cũng lộ rõ cảm giác ngờ vực nữa. Thầy có thấy cái cây kia không? Cha phê ra bông hỏi, sau một lúc im lặng. Ồ có thưa đức cha, cực ân phúc. Đối với thầy thì đó là cây dù, nhưng đối với tôi thì là hình ảnh khác. Hình ảnh gì kia? Thầy tu im lặng chờ đợi đôi khi vào ban đêm thầy có thấy hai cái cạnh kia không ban đêm đấy là hai cánh tay chúa kitô dơ về phía tôi và tìm kiếm tôi tôi thấy rõ rành rành và rung lên ghê sợ ôi ghê sợ có gì đáng sợ nếu như đấy chính là chúa kitô chúa sẽ bắt tôi đem đi ngay lúc còn sống ư thầy không nghe nói gì về linh hồn và sự vinh hiển của đấng tiên tri y gia chúa sẽ ôm lấy và đem đi Tuy sau cuộc nói chuyện đó, thầy Tua ốc trở về căn phòng dành riêng cho ông ta, mà trong lòng khá băn khoăn, nhưng trái tim ông ta chắc chắn ngã về cha Ferabong hơn là cha Sosima. Thầy Tua ốc trước hết quý trọng việc ăn chay, cho nên không lấy gì làm lạ rằng người ăn chay vĩ đại như cha Ferabong thấy những điều kỳ diệu. Lời cha nói cố nhiên có vẻ phi lý, nhưng chưa trời biết những lời nói đó có ý nghĩa gì mà vì đến Kito, những thanh thài đó có những lời nói và hành động còn kỳ quặc hơn. Ông sẵn lòng thật bụng và thích thú tin chuyển con quỷ bị kẹp đuôi, chẳng những theo nghĩa bóng mà còn theo cả nghĩa đen. Hơn nữa, trước khi đến tu viện, ông đã có thành kiến với thể chế trưởng lão, mà cho đến giờ ông mới chỉ nghe kể và cũng như nhiều người khác. Ông dứt khoát coi lại sự đổi mới có hại. Sau một ngày ở tu viện, ông đã kịp nhận thay một số giao đồ sốc nối không ưng thể chế trưởng lão, kính đáo bàn tán với nhau. Giả chăng, bản lĩnh ông ta là một người hay dò xét và nhanh nhạy, chuyện gì cũng tò mò muốn biết. Bởi thế, nghe tin về phép lạ mơi của trưởng lão Sashima ông hết sức băn khoăn. Sau này, Alyosha nhớ lại rằng trong số các tu sĩ xúm xích gần trưởng lão và quanh phòng trưởng lão, nhiều lần anh thấy bóng dáng ông khách tò mò lăn xăng khắp nơi. Đến tất cả những chỗ tụm năm, tụm ba, lắng nghe tất cả dò hỏi mọi người nhưng lúc đó anh ít để ý đến ông ta và mãi sau này mới nhớ lại mọi chuyện giả chăng anh cũng chẳng bụng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện trưởng lão sosima lại bị mệt và đã lên giường nằm bỗng mở mắt nhớ đến anh và cho gọi anh alyosha lật đật đến ngay bên trong lão lúc ấy chỉ có cha paisi cha joseph và anh tập tu bọt phân trưởng lão chăm chú nhìn alyosha với cặp mắt mệt mỏi và đột nhiên hỏi anh Người ta đang đợi con phải không? Alyosha à, ngập ngừng. Họ cần con phải không? Hôm qua con có hứa với ai là hôm nay sẽ đến phải không? Con hứa với ba con, các anh con, những người khác nữa. Còn thay đây, nhất định con phải đến. Đừng buồn, con nên biết. Cha sẽ chưa chết nếu chưa nói với con lời cuối cùng của cha trên trái đất này. Cha sẽ nói với con lời đó, con à. Cha sẽ nói với con lời trăn trối. Cha sẽ nói với con, con yêu quý à. Vì con yêu cha, còn bây giờ thì hãy đến với những người mà con đã hứa là sẽ đến. Aliosa tuân lời ngay, tuy anh đau lòng rời khỏi nơi đây, nhưng anh vui sướng đến bàn hoàng vì cha hứa sẽ nói với anh lời cuối cùng của cha trên cõi đời. Cái chính là coi như di tặng lại điều đó cho anh. Anh vội giả để kịp làm xong mọi việc ở thành phố và mau mau trở về. Vừa đúng lúc ấy, cha Paisi nói với anh ra mấy lời dặn dò gây cho anh một ấn tượng hết sức mạnh mẽ và bất ngờ. Ây là lúc hai người ra khỏi phòng trưởng lão. Chà bà si nói luôn không mài đồ gì hết. Anh bạn trẻ à, hãy luôn luôn nhớ rằng khoa học của thế gian sau khi trở thành một lực lượng vĩ đại đã đem mổ xẻ đặc biệt trong thế kỷ gần đây tất cả những gì được lưu lại cho chúng ta trong các sách thánh và sau cuộc phân tích tàn bạo của các nhà bác học trên thế gian này thì tất cả những gì thiêng liêng trước kia không còn lại chi nữa hết nhưng họ gỡ tung ra từng phần mà không nhìn thấy toàn bộ Thậm chí thật đáng ngạc nhiên về sự mù quáng đến như thế. Thế mà cái toàn diện vẫn sừng sững trước mặt họ như trước, không gì lai chuyển nổi, và cổng địa ngục không thắng nổi nó. Chẳng phải nó đã từng sống qua 19 thế kỷ đó sao? Chẳng phải bây giờ nó vẫn sống trong sự vận động linh hồn của từng cá nhân và trong sự vận động của quần chúng nhân dân sao? Nó vẫn sống ngay cả trong sự vận động linh hồn của chính những người vô thần đã phá hủy tất cả nó vẫn sông như trước kia không gì lai chuyển nổi bởi vì ngay cả những người chối bỏ đạo Kitô và chống đạo thực ra bản thân họ vẫn cứ theo hình ảnh của Chúa họ vẫn cứ là những người như thế bởi vì cho đến giờ sự tinh khôn cũng như nhiệt tâm của họ không tạo nên được cho con người và phẩm giá của con người một hình ảnh nào khác cao cả hơn hình ảnh mà Chúa Kitô đã dệt ra tự xưa mọi mưu tôn thử nghiệm đều chỉ dẫn đến những cây quay gỡ con hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì vị trưởng lão sắp tạ thế của con sai con hoàng tục. Có thể khi nhớ tới ngày trọng đại này, con sẽ không quên cả những lời dặn dò chân tình của ta, bởi vì con còn non trẻ, mà những cám dỗ trong đời thật là ghê gớm, và con chưa đủ sức chịu đựng đâu. Thôi đi đi, hãy đưa con cô cút. Nói đoạn, cha Pai ban phước cho Aliosa khi đã rời khỏi tu viện và ngắm kỹ tất cả những lời bất ngờ ấy. Alyosha chợt hiểu rằng ông thầy tôn nghiêm nghị và mới nay vẫn còn khe khắc với anh. Bây giờ đột nhiên trở thành người bạn mới của anh và là người hướng đạo mới yêu mến anh nồng nhiệt. Hình như trưởng lão biết rằng mình sắp mất đã gửi gắm lại anh cho cha Paisi. Có lẽ đúng như thế thật, Alyosha chợt nghĩ. Lời chuyển gián bất ngờ và thâm thúy mà anh vừa được nghe chính cái đó chứ không phải cái gì khác chứng tỏ tấm lòng nồng nhiệt của cha Paisi. Chăm dỗ giả vũ trang càng sớm càng hay cho cái đầu óc non trẻ đau tranh với sự cám dỗ và dựng nên bức thành kiên cố nhất mà cha có thể hình dung ra được để bảo vệ cái tâm hồn non trẻ được trao lại cho cha. Chương 2 Trước hết, Alyosha đến nhà bố. Đến gần nhà, anh nhớ ra rằng hôm trước bố khẩn khoản dặn anh vào nhà sau cho thật kín đáo, chưa để anh Ivan biết Tại sao thế nhỉ? Bây giờ Alyosha chợt nghĩ nếu chỉ là ba muốn nói riêng với mình điều gì kín đáo thì việc gì mình phải lén lút vào không để ai biết nhỉ? Đúng là hôm qua ông muốn nói điều gì khác mà không kịp nói, anh quyết định. Tuy vậy, khi Marfa Inyaksevna ra mở cửa giường cho anh, Grigory ốm nằm nhà dưới và trả lời anh rằng Ivan Fedorovich đã vi cách đây 2 giờ thì anh rất hài lòng. Còn ông nhà, ông đã dậy rồi đang uống cà phê, và pha Inyashevna trả lời hơi lạnh nhạt. aliosa thấy ông già ngồi một mình bên bàn, chân đi dài băng túc, mặc chiếc áo bệnh tố ngắn cũ kỹ và đang xem sổ sách gì đó để giải khoay. Nhưng cũng không chăm chú lắm. Ông ta chỉ có một mình trong nhà. Smek Jacob đi mua thực phẩm cho bữa trưa. Sổ sách không lôi cuốn được ông. Từ buổi sáng ông trở dậy sớm và cảm thấy sáng khoái. Nhưng nôm ông vẫn mệt mỏi và suy yếu Tráng ông buộc tấm khăn đỏ để che đi những vết bầm tím đã sưng dù lên qua một đêm. Sau một đêm, mũi cũng sưng tướng lên, trên mũi cũng nổi sở mấy vết bầm, tuy không quan trọng lắm, nhưng làm cho gương mặt ông có việc vẻ dữ tợn và cao kính đặc biệt. Ông già tử biết như vậy và hầm hầm nhìn Alyosha dịu vào. Cà phê ngủ rồi, ông nói như quát bằng giọng gay gắt. Ta sẽ không mời con đâu, hôm nay ta chỉ ăn cháo cá chai thôi. Không mời ai cả, còn đến có việc gì vậy? thăm sức khỏe của bà. Alyosha nói, Ờ, mà hôm qua chính ta bảo con đến. Nhắm nhí hết, còn lo lắng vô ích, nhưng ta vẫn biết rằng thế là con cũng đến. Ông nói câu đó bằng một giọng thể hiện tâm trạng hết sức hằng học. Đồng thời ông đứng lên và lo lắng soi gương, có lẽ là lần thứ 40 từ sáng đến giờ. Xem cái môi của mình, ông cũng sửa lại tâm khăn đỏ trên trang cho đẹp đẽ hơn. Màu đỏ hơn, màu trắng thì nông như ở bệnh viện, Ông ta nói với vẻ trịnh trọng, tình hình ở đây thế nào, trưởng lão của con ra sao. Cha yếu lắm rồi, có lẽ nội trong ngày hôm nay thôi. Aliosa đáp như ông bố đã không nghe rõ, mà ông ta cũng đã quên ngay câu hỏi của mình. Ivan đi rồi, ông bỗng nói, nó vẫn tìm mọi cách phỏng lý vợ chưa cư của Cha, nó ở đây làm gì thế? Ông ta nói thêm một cách dữ tợn và nhếch miệng nhìn Aliosa. Chính anh ấy nói với ba như thế à? Alyosha hỏi, phải, mà nó nói từ lâu rồi, cách đây chừng ba tuần. Có phải nó về đây để bí mật cắt cổ tao phải không? Nó phải có mục đích gì chứ? Kìa ba, sao ba lại nói thế? À, Alyosha hết sức bối rối. Nó không xin tiền, quả có thế. Giả lại, nó cũng không hồng ta cho gì. Alexei Fedorovich yêu quý của ta ơi. Ta có ý định sống trên đời thật lâu, còn nên biết như vậy. Vì thế, ta cần từng cô mà ta sống càng lâu thì càng cần tiền. Ông vừa nói vừa đi lại từ góc phòng bên này sang góc phòng bên kia. Hai tay thọc trong túi chiếc bành tô rộng lem lút bằng giá lên mỏng màu vàng. Giờ đây ta vẫn còn là một gã đàn ông sung sức. Ta mới có 55, nhưng ta đã muốn về phương diện đàn ông. Ta vẫn cứ sung sức như thế 20 năm nữa. Vì nếu ta già đi thì đàn bà sẽ coi ta là đồ bỏ đi. Sẽ không tự nguyện đến với ta nữa. Chính vì thế ta lại càng cần tiền bởi thế bây giờ ta vẫn tích có sao cho thật nhiều, cho một mình ta thôi. Alexei Fedorovich, con trai yêu quý của ta, con nên biết điều đó. Vì ta muốn sống phóng đảng cho đến chót đời, con nên biết như thế. Sống phóng đảng thật là khoái, ai cũng chửi nó nhưng tất cả đều sống như thế. Có điều họ làm len lúc còn ta thì công nhiên, vì ta bọc trực như thế nên bọn phóng đảng sinh sự với ta. Ta không muốn lên cái thiên đường của con đâu, Alexei Fedorovich à. Con nên biết như thế, với lại người tử tế mà vào cái thiên đường của con thì cũng khiêm nhã kìa. Cho dù là có thiên đường thật đi nữa, theo ý ta, ta sẽ ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa. Chứ thế thôi, còn các người hãy cầu nguyện cho ta. Nếu muốn, còn nếu không thì quỷ sẽ xe xa các người đi. Triệt ly của ta là như thế. Hôm qua, ở đây Ivan đã nói rất hay. Tuy cả ta lẫn nó đều sai, Ivan là thằng khoác lác mà nó chẳng quyên bác gì đâu cũng chẳng có học vấn đặc biệt gì hết nó cứ lặng thinh và cười nhạo người khác chỉ bằng cách ấy mà kiếm lợi aliosa à, nghe và lặng im tại sao nó cũng không nói chuyện với ta mà hãy nói là làm điều làm bộ thằng ivan của con là thằng xó lá ta sẽ lấy grushenka ngay bây giờ nếu ta muốn bởi vì hãy có tiền thì muốn là được à, alexei fedorovic thằng ivan sợ như cái đó nó canh chừng ta để ta đừng lấy vợ Đồng thời nó xúi dụ thằng Mitya lấy con Krusenka như thế là nó muốn ngăn cách ta với Krusenka. Làm như ta sẽ để lại tiền cho nó nếu ta không lấy Krusenka. mà khác, nếu thằng Mitya lấy Krusenka thì Ivan sẽ liếm được cô vợ chưa cưới giàu có. Nó tính toán như vậy đấy. Thằng anh Ivan của con là thằng xó lá, ba que. Bà cáo kỉnh quá đấy. Chỉ tại sự việc xảy ra hôm qua thôi. Bà nên nằm nghỉ đi, Alyosha nói. Còn nói thế mà bà có giận con đâu. Ông già bóng đưa ra nhận xét. Như thế lần đầu tiên chợt nảy ra ý nghĩ này. Còn nếu Ivan cũng nói đúng như thế thì ta lại giận điên lên. Chỉ có với con thì ta mới có những phút giây yên lành. Còn thì ta là kẻ độc ác. Bà không phải là người độc ác mà chỉ là bị méo mó đi thôi. Alyosha mỉm cười. Con này, hôm nay ta định cho thằng tướng cướp Mitya vào tù nhưng bây giờ ta chưa biết nên quyết định như thế nào. Cố nhiên thời buổi bây giờ có cái mốt coi việc con kính cha mẹ là một thành kiến. Nhưng theo luật lệ thì dù là thời buổi nào, cũng không có phép đâu, nắm tóc bố mà lôi. Lại còn dùng gót dài đạp vào mặt bố, ngã nằm trên sàn, hơn nữa lại ngay trong nhà của bố. Lại còn quên quang là sẽ đến giết bố chết hẳn. Tất cả những việc đó đều có người làm chứng. Nếu ta muốn, ta có thể triệt nó. Tống cổ nó vào tù vì việc xảy ra hôm qua Ba không định thưa kiện chứ à Ivan càng ngăn ta Ta có thể không đếm xỉa gì đến Ivan Nhưng có điều này Ông ta cúi xuống gần Aliosa Thì thầm nói một cách kinh đau Nếu ta thống thằng đéo ấy vào tù con kia biết nó bị tống giam bởi tay ta Sẽ thể đâm bổ đến với nó Còn nếu hôm nay ả à nghe nói Nó đánh ta gần chết Đánh đập tàn nhẫn một ông già yếu đuôi Thì có lẽ ả à sẽ bỏ nó Và sẽ đến thăm ta Ê hey, cái tin ả thê đây Bao giờ cũng làm trai lại Ta thừa biết ả đi rồi Thê nào còn không uống cô nhắc à Uống cà phê nguội đi vậy Ta sẽ pha thêm vào đó cho con một phần tư ly Tuyệt lắm con à Ngon phải biết Không không cần cảm ơn ba Con xin cái bánh mì này đem về Nếu ba cho phép Aliosa nói và cầm cái bánh mì trắng Ba cô bác cho vào túi áo thụng Mà ba cũng đừng uống cô nhắc nữa thì hơn anh nhìn chầm chầm vào mặt ông già, nói một cách e dè. Con nói đúng, đúng, nó chỉ kích thích thần kinh, không để cho ta được thanh thản. Nhưng chỉ một ly thôi, ta lấy trong tủ này. Ông ta lấy chìa khóa mở tủ buffet, rót một ly uống, rồi khoa tủ lại và cất chìa khóa vào túi. Thôi đủ rồi, một ly cũng chẳng chết ai. Bây giờ ba hiền từ hơn rồi, Aliosa mỉm cười. Hừm, chẳng cần có cô nhắc ta cũng vẫn yêu con. Còn với những thằng đéo thì ta cũng là thằng đéo, thằng văn ca không đi tới mà, tại sao nó cần do tham ta để krusenka đến thì ta có cho ả nhiều tiền không toàn là quân đếu giá thằng ivan thì ta từ hẳn đấy do đâu nấy nội sao một thằng như thế nhỉ tâm hồn nó khác hẳn chúng ta nó tưởng ta sẽ để lại cái gì cho nó chứ ta sẽ không để lại chút thư đâu chúng mày nó biết như vậy còn thằng Mi cha thì ta giẫm bẹp như giẫm con dán ban đêm ta dùng dép đánh chết bốn con dám bên bếp thằng mi cha của con cũng sẽ nổ bếp như thế ta nói là mi cha của con à con yêu nó con yêu nó nhưng con yêu nó thì ta không sợ nhưng nếu ivan yêu nó thì ta sợ cho bản thân ta nhưng ivan chẳng yêu ai ivan không phải là dòng giống chúng ta những kẻ như ivan không phải là dòng giống nhà ta con à đây là bụi bốc lên Do thổi là buổi tan, hôm qua ta đã nảy ra một ý nghĩ ngu ngốc bảo con về đây. Ta muốn qua con giờ biết về mi cha, liệu nếu ta cho nó một ngàn đồng hay hai ngàn thì cái thằng kiếp xác khốn kiếp ấy có chịu cu xeo ra khỏi nơi này, độ năm năm, tốt hơn là ba mươi lăm năm, mà không dính dấp gì đến con Rusenka bỏ hẳn nó không? Còn con sẽ hỏi anh ấy, Alyosha nói lý nhí, nếu ba ngàn đồng thì có lẽ anh ấy nói nhảm thôi không cần hỏi không cần hỏi gì hết ta nghĩ lại rồi ấy là vì hôm qua ta bỗng đâm quẩn thế thôi ta sẽ không cho gì hết không một tí gì hết tiền của ta cần cho chính bản thân ta ông già giun tay chẳng cần thế ta cũng sẽ giẫm bẹp nó như giẫm con dáng đừng nói gì với nó cả không thì nó sẽ còn hy vọng bây giờ con chẳng còn việc gì làm ở đây đi đi Thế còn con Ekaterina Ivanovna, con vợ chưa cưới của nó mà nó vẫn luôn luôn dốc kỹ không cho ta thấy mặt. Liệu con ấy có lây nó không? Hôm qua hình như con đến nhà cô ta phải không? Chị một mực không bỏ anh Mitya. Nhưng tiểu thư diệu hiền ấy lại càng yêu những kẻ trác tan và đê tiện như thế. Họ là thứ đột bỏ đi, những cô nương sang sao ấy, ta nói với còn thế đây. Thế nhưng mà, hừ, da ta trẻ như nó và mặt mũi ta như hồi ấy. Năm 28 tuổi ta đẹp trai hơn nó kìa, thì hắn là ta cũng sẽ thăng cuộc như đó. Đó là thằng súc sinh, dù thế nào nó cũng không chiếm được Rusenka đâu, không chiếm được đâu. Ta sẽ nghiêng nó thành bụi đất. Ông ta lại nổi điên lên khi nói mấy lời cuối cùng. Thôi, con cưng, đi đi, hôm nay con không có việc gì ở đây hết. Ông ta nói gay gắt. Alyosha đến để từ biển hôn vào vai ông già. Con làm cái gì thế? Ông già hơi ngạc nhiên, cha con ta sẽ còn gặp nhau nữa kia mà, hay còn nghĩ rằng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Không à, chỉ là vô tình thế thôi. Mà ba cũng chẳng nghĩ gì đâu, và nói thế thôi. Ông già nhìn Alyosha, đây con, đây con. Ông ta la hét dưới theo, lúc nào đến đây nhé, chồng chống lưng Đến ăn cháo cá, ta sẽ nấu món cháo cá đặc biệt không phải như cháo cá hôm nay đâu. Đến nhé, ngày mai nghe không, ngày mai đến nhé. Aliosa vừa ra khỏi cửa, ông ta lại đến chỗ tủ làm nửa ly nữa. Thôi đủ rồi, ông ta khà một tiếng, lau bầu khóa tủ lại, cho chìa khóa vào, nói, rồi vào buồn ngủ, nằm ứng lên giường và ngủ liền.